Kính thưa đồng bào thân mến, văn phòng chúng ta mở cửa thứ ba, thứ năm, thứ bảy từ 11 giờ sáng đến 12 giờ trưa để đồng bào đến đây thỉnh những hình ảnh mà tôi đã thánh giống chúng cháu đã trình bày mấy bấy lâu nay, cũng như thỉnh CD nhạc. Đó là những cái một trong những cách mà giúp thánh giống chúng cháu có ngân sách để tiếp tục làm việc một cách mạnh mẽ. Còn những ai thờ ơ vờ kể như đây không gì quan trọng thì đó là cái sự mất mát của chính quý vị. Thành công chúng cháu cũng chẳng có gì phải trách móc, cũng chẳng có gì phải đắn đo, cũng chẳng có gì phải quan tâm, cũng chẳng có gì phải cái gánh nặng tương đương with me. The Almighty God tell me to telling you not to talk to you. Cha trời thượng đế đồng năng bảo tôi nhắc nhở cho đồng bào, chứ không phải năn nỉ đồng bào. Đồng bào nghe không là quyền của đồng bào. Đồng bào không nghe đồng bào sẽ mất mát. Những ai chối bỏ sự kêu gọi mà tôi đã kêu gọi bấy lâu nay về việc phụ giúp tôi thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả những loài được biết, thì những kẻ chối bỏ sự kêu gọi mà tôi đã kêu gọi bấy lâu nay sẽ từ từ mất tất cả, mất nhiều lắm, kể từ ngày mà mình còn đang sống nè. Từ từ sẽ mất. Đến phút sau cùng là cả cái bản thể của mình cũng chết luôn. Rồi linh hồn mình sẽ trình diện Cha Trời Giê-xu. Và lúc đó đó, những kẻ mà chối bỏ những gì mà Ngài bảo tôi nhắc nhở, kêu gọi quý vị mấy lâu nay đó, thì sẽ như thế nào? Quý vị sẽ trình diện Cha Trời Giê-xu. Một là quý vị sẽ bị nhốt chung với quỷ Sa-tan và quỷ rô xanh, nhốt chung với thằng Hồ Chí Minh, Hồ Tạc, với thằng Võ Nguyên Giáp, rồi cái đám cộng sản siêu của ngân hại, quỷ đô xanh. Hoặc là linh hồn sẽ bị thiêu đốt lửa nóng nhiều ngàn độ mà tôi đã thông báo bấy lâu nay. Hoặc là quý vị sẽ bị giáng xuống đầu thai làm súc sinh chứ không được làm con người. Húng chi mà nói chuyện mà đầu thai được về thế giới thiên loại. Chúng ta đang là nhân loại đi, chúng ta đang sống ở súc sinh phải không? Thì đương nhiên có thế giới thiên loại, có từng có giới khó khoa, chứ không phải là tạp nhạp như một cá mè một lứa, như bằng không có trách nhiệm, vô cảm, rồi hoặc là những kẻ kêu bằng bựa, kêu bằng thờ ơ đối với thượng đế, đối với đồng bào dân tộc này kia, là cái rồi đụng cái chết rồi cái, tại vì đọc kinh rồi cầu nguyện rồi tụng kinh này kia rồi được rước về giới thiên thượng, tức là về cõi cơ bằng siêu nhiên thiên loại. Không phải vậy, có từng có giới có khoa, vàng giả đụng lửa là cháy hết. Tức là những kẻ chối bỏ những sự mời gọi mà tôi đã mời gọi bấy lâu nay theo lệnh của thượng đế đó, thì quý vị là những là vàng giả. Mà khi mà đối diện với lửa nóng khoảng chừng vài ngàn độ là cháy hết ra. Còn khi mà quý vị đáp lại lời mời gọi của thượng đế bảo tôi nhắc nhở quý vị bấy lâu nay đó, thì quý vị tốt hơn vàng thiệt nhiều, quý vị sẽ không bao giờ bị đốt cháy hết á. Tại vì thiệt mà, linh hồn mình nó quý hơn kim cương vàng rồng. Sự hiểu biết á, sự khôn ngoan á, mà kim cương với vàng rồng 24, vàng rồng đem so sánh á, thì vàng 24 giống như bùn đất vậy đó, còn kim cương là giống như sỏi đá vậy đó. Sự hiểu biết mới là quan trọng, knowledge, sự hiểu biết. Mà sự hiểu biết là gì? Là những người phải có trách nhiệm bổn phận, phải sống và phải làm việc, phải có kinh nghiệm, phải có sự học hỏi, phải có sự giám sát, phải có sự xây dựng thì mới tiến hóa, mới hiểu biết, mới tồn tại. Thì vàng và kim cương làm sao mà so sánh được với sự hiểu biết? Và khi nói sự hiểu biết, ai là đứng thật sự có sự hiểu biết cao trọng nhất và biết nhiều nhất? Chỉ có đứng tạo hóa là đứng thật sự mới là đứng hiểu biết nhiều nhất, quý giá nhất, kinh nghiệm nhất, kinh nghiệm đầy minh. Ngài là thượng đế. Bởi vì chúng ta có những lúc chúng ta ước ao được sau này được về cõi cực lạc, cõi kêu bằng thiên giới, cõi thiên loại, cái gì đó. Đâu ai
muốn mình chết rồi hết đâu, đúng không? Ai là đứng có quyền ban cho chúng ta sự sống sau khi chúng ta chết? Đó, đồng bào nói Mohammed hay là ông thánh này ông thánh kia hay là Phật này Phật nọ hay là ông bà tổ tiên chúng ta. Đương nhiên ông bà tổ tiên chúng ta lớn lắm ạ. Ông bà tổ tiên chúng ta là những đứng mà ở gần thượng đế nhất rồi. Tôi cho đồng bào biết chỉ sao Thiên Chúa Giêsu thôi. Điều đó ai chưa hiểu sau này hiểu, không hiểu cũng được, chuyện đó quan trọng đối với thánh giống chúng cháu. Chúng tôi chỉ nhắc nhở những gì chúng tôi nhận điển được, chúng tôi thông báo thôi. Còn ai hiểu được thì tốt, không hiểu được cứ nghĩ đây là bở kịch, cười ra nước mắt. Vậy linh hồn chúng ta sẽ đi về đâu? Quyết định đi. Thời giờ chúng ta càng ngày càng rút ngắn. Vì thế chúng ta hãy sống một cách hiền hòa, hiên ngang và trách nhiệm, để chúng ta luôn luôn được sự bảo vệ của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Và chúng ta sẽ không bao giờ chết, bởi vì sau khi thời dụng biểu này hết và chúng ta trình diện Thượng Đế Cha Trời Giêsu, và chúng ta sẽ lãnh nhận những sự vụ định mới, và chúng ta sẽ được tiến vào thế giới thiên loại vô cùng tuyệt vời. Và khi mà chúng ta được về thế giới thiên loại rồi, nếu mà chúng ta ước ao được trở về thế giới nhân loại hoặc là thế giới gì đó để làm một việc gì đó mà cứu rỗi những cái tầng giới hạ cấp này kia là cái, thì chúng ta cũng được quyền sinh sinh sỏ này kia. Nhưng mà cái chuyện đó thật sự thánh giống chúng tôi không biết mà cũng không nghĩ tới, tại vì mệt lắm, tại vì cái chuyện bây giờ lo chưa xong rồi đó, mình không cần phải nghĩ tới làm sao để được trình diện ngài, để ngài bao che và ngài sắp xếp cho những cái sự việc gì nó tốt lành. Bởi vì ngài là đứng duy nhất Thiên Chúa Giêsu mới có thể ban cho chúng ta sự sống. Tôi nói cho trước, nói trước cho đồng bào nhân loại được biết, nhắc rõ một lần nữa. Và nếu chúng ta vô cảm, ù lì, bê trễ, khinh khi những gì mà ngài dạy bảo, ngài kêu gọi bấy lâu nay đó, thì quỷ Satan sẽ chờ trực sẵn và sẽ bắt chúng ta. Và ngay cả đời sống này nè, chúng nó cũng đã và đang đến để bắt chúng ta làm nô lệ cho chúng, mà đa số chúng ta không biết được, bởi vì cặp mắt của chúng ta, huệ nhãn, tâm linh chúng ta đen còn hơn mõm con chó mực nữa, thành ra làm sao mà thấy được. Chúng ta đa số sống bề ngoài vật chất, bon chen chụp chực bốc hốt, những cái chức vụ bề ngoài của người đời gắn cho nhau rỗng tết à, không có gì hết. Vâng, kính thưa đồng bào thân mến, nhớ